Đây nha, các bác vừa nghe cái con bố của cái đôi ba tán này gù này. Đó. Đồng bám nhá. Đấy, đeo hai vòng xanh. Đây, đôi ba tán. Con bố. Thì đôi này đợt này nó nở được hai con. Đây, đôi ba tán. Hai vòng xanh ngọc. Đây, hai vòng xanh ngọc đây. Xây ngọc. Còn mẹ nó đang u hai cái con của nó. Đấy, con của nó ở dưới bụng các bác. Ở cái phần ức ngực đấy, các bác nhìn kỹ thấy hai cái đầu. Đấy. Đôi ba tám này là âm đồng nhá. Đồng có những lúc nó ra rất sâu, có những lúc ra bám bám. Nhưng mà chim nó cũng mới tơ tơ đâm ra là khả năng là nó rất là hay. Đấy. Đây là cái giống mà em để lại được. Bây giờ lên bố mẹ tơ. Đấy, bố mẹ tơ. Rất là phê luôn. Các bác nhìn này, để mà đạt được những cái con âm đồng mà theo kiểu nó vẫn còn giữ nguyên cái nguyên bản của cái dòng chim phấn hồng chim Bắc Bộ này. Rất là quý luôn. Còn nếu mà âm nọ âm kia mà nó đá cái dòng chim Thái vào thì nói chung là nó cũng không có giá trị là bao nhiêu cả. Đấy các bác nhá. Nhà em nuôi là đấy, là hạ thổ, nắng chiếu xuống đất. Chim là hoàn toàn là bới run bới dế rồi. Cái đôi dê này thì em nuôi nó rơi vào khoảng 2 khối vuông. Thậm chí em làm cả sàn để cho nó đi đấy. Và làm cho nó cả cái máng nước tự động bằng vòi tự chế của em. Đó. Một cái vòi xả này của em thì chim có thể uống cả tuần luôn. Nhưng mà ngày nào em cũng xả nước mới. Được cái là ưu điểm của cái máng tự chế này của em thì nó không, mình không phải cọ rửa, mà thực ra chim không bao giờ bị khát nước cả. Đấy là một cái điều mà em muốn hướng đến cho các bác. Đây các bác nhìn con bố của nó. Đấy, con bố của nó rất là đẹp. Đấy. Con bố của nó vừa gù xong đây anh em. Không có một chút gọi là gì cả. Đấy. Con mẹ xuống. À đây, con mẹ xuống thì em sẽ quay con của nó. Đây con của nó đây anh em. Đó, hai con nhá. Các bác nhìn thấy hai cái đầu chưa? Hai cái đầu để em zoom lại gần chút này. Đấy, hôm nay thì là mùng 8 tháng 8. Đấy. Cái đôi con này thì em bán ở cái giai đoạn bón nhá. Nếu anh em nào về bón là 1 triệu. Còn anh em nào mà đặt em bón đến lúc biết mổ thì em lấy 1 triệu 2. Đấy. Chim này là chim cườm vừng. Đây, cườm vừng đây anh em. Cườm rất là mịn, nhỏ. Cườm vừng, cườm rắc. Đấy. Đấy, rất là mịn nhá, cườm tấm ấy. Đấy. Các bác nhìn này. Nó sắp gù bây giờ này. Nó sắp gù bây giờ này. Đó. Hai cái vòng xanh ngọc. Đó. Con chim nhìn cái tướng tá nó rất là ok. Đó. Con chim này là nó có một cái cánh trắng. Em nghĩ là nó đó, đây là một cái điểm mà điểm cộng của nó. Điểm tài tử của nó. Anh em nhá. Đấy. Đôi số 38 này. Em đăng ngày mùng 8 tháng 8. Rất nhiều con số 8. Con số 8. Đấy, như vậy là tại cái thời điểm mà em đang quay đây nha các bác, nó cũng rơi vào tầm khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 8. Thì đây là những cái mà em nuôi thực tế nó rất là hoang dã. Những cái đôi chim nào mà nó đạt âm á thì em sẽ bán với cái giá nó cứng hơn một chút. Còn những đôi nào giọng nó cũng gọi là chung chung, gọi là chơi cũng tương đối đấy, gọi như là thổ đặc hoặc là thổ nó ấm, thì em sẽ để cho anh em với cái mức cung giá dưới, có thể là 600-700, 500-600 đó. Thì nói chung là tiền nào của đấy thôi các bác. Để mà tạo ra được một cái dòng âm này phải lọc biết bao nhiêu con mới ra được con âm, sau đó lại ghép một con mái âm, sau đó là lại còn ghép nó lại còn đẻ
ấp đẻ ổn định. Đấy, như cái đôi con này của nó thì như thế này thì tầm khoảng 4 ngày nữa này em sẽ bắt ra em bón. Đấy, anh em nào tin dùng thì dùng. Đấy, em rất là có tâm và rất là có trách nhiệm. Còn nếu em bón biết mổ mà anh em nào chưa ấy thì em lại gây tiếp thành bố mẹ để tạo thành một cái trang kênh về chim cu gáy rất là sâu và đầy đủ nhất để phục vụ anh em lâu dài. Đó các bác nhá. Đây là cái khoảnh khắc rất là tự nhiên, rất là đang ngồi lướt TikTok thì tự nhiên là em nó gù một cách giật mình thì may là cũng quay được các bác nhá. Đấy, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác gọi cho em hoặc bà xã em. Số của em là 033 5305982. Và số của bà xã em là 037 589 7487. Đấy. Các bác cứ yên tâm là các bác kết nối thì các bác sẽ có được những cái. Đấy, đây là cái trang trại của em. Đấy. Đi chơi đi. Ý đâu chơi đi. Bà nói là 1 triệu. Cái này bé thế nhỉ. Trong chuồng còn con nào nhỉnh nhỉnh hơn nữa không chả biết đâu. Không còn. Đây đây chảy mít đâu ơi Quỳnh. Ở đâu ấy? Ở bé này. Nó thấy sang chảy ra ờ. Em đi đâu ra? Ra cầm cho mẹ cái ví vào đây. Em mới phải chín này. Ôi giời con gì này. Con chuột lang ba màu nhá. Em gửi lên Bắc Cạn. Bắc Cạn. Chim, cu gáy, chuột lang gửi lên Bắc Cạn.